Ok, tất cả mọi người, chào mọi người trở lại channel mình là BNP. Ok, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách setting phím trên LD Player nhá, cách thủ công luôn. Thì hôm qua thì mình đã hướng dẫn mọi người cách để setting phím ở trên BlueStacks. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách setting phím ở trên LD Player nhá. Ok, mọi người bắt đầu với mình nào. Thì ở đây mình đành set thủ công anh em ạ. Thì có nhiều bạn vẫn không biết xét thêm cái phím control ấy, cho nên mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Đầu tiên vẫn phải là nút bắn, ưu tiên nút bắn này, nút di chuyển này, cái này đều là mình tự cài hết đấy anh em nhé. Rồi phím phải chuột này. Em sẽ theo mình nhé. Cách này, C này, Z này, thứ nhân vật là E này, Q là em này, em để đây, em kéo đây, thì là mình kéo cái nút Q này lên đây theo nhé. Nút nút đầu tiên là G, tiếp theo sẽ là H, tức là thay đạn là R này. Súng đầu tiên là 1, 2, 3 này. Bom keo sẽ là 4 này. Bịch cứu thương là 5 này. Ba lô là... Sao mình không ấn được nhỉ? Ba lô là tab này. Chạy sẽ là ship này. Đây ai cần dùng mic thì yeah, mình được, còn các anh có thể phiên xếp phim khác. Ok, đâu rồi, cái quan trọng nhất ở đây, và đây là phần quan trọng nhất, đó chính là phần set control khóa phím. Thì đơn giản anh chỉ kéo cái về đây mình dùng phiên bản cũ, phiên bản LD 4.0.23, cho nên là nó sẽ có ra diện này, còn phiên bản mới thì mình không biết. Chuột phải được chuyển hướng nhìn đây này, đây vào đây. Nó bình thường nó là phím phải chuột nó, thì mọi người ấn vào cho mình, ấn cho nó có màu vàng này, ấn nút control đó, nó sẽ ra như này. Ok, control thì mình để gần đây đi, hai độ nhạy nhá. Rồi mình xét cái phím phím chuột phải, không phải cái này, không phải luôn. Hình như cái phím bật ống ngắm là mình tự set thôi, tự set thôi anh em ạ. Ok đấy, ok anh em nhìn này, ấn control này đó, anh em thấy không, phím mắc luôn nhá. Đây thì mình sẽ cho nhỏ cái này lại. Ok xong rồi, thì vừa nãy mình rồi chúng có ta sẽ hướng vào dẫn hiện anh trạng em luôn. cách để setting phím Free Fire Max ở trên ứng dụng giả lập Play Player. Thì đoạn sau clip thì mình có gặp một vài trục trặc, lỗi âm thanh cũng như là nó có một vài hiện tượng lag, cho nên là mình không không mình sẽ cắt dừng cái đoạn đấy. Ok, như anh em thấy video nãy của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Ngoài ra thì mọi người có thể chia sẻ kênh của mình để cho nhiều người biết đến hơn, cũng như là ủng hộ mình để mình ra những clip hay hơn. Ok, bye bye anh em.